Ủa sao anh không đi vòng qua nó đi, nó lái xe đạp mà. Đâu có được, trên đường có một cái lặng à. Anh cũng rất là muốn đi vô nó, đi vòng qua nó, nhưng mà đi như vậy phạm luật giao thông chết, không có được. Mà anh đi chậm quá, mấy cái xe khác nó muốn qua thì sao? Đâu có thằng nào muốn qua đâu, thằng nào cũng đi chậm á mà. Ờ đúng rồi, từ từ thôi, từ từ thôi, chậm lại. Từ từ gì mà từ từ, anh không qua nó thì anh đâm vô trong đây nè. Nếu mà không có em là nó đâm vô nó rồi. Tại vì có em ở đây á, nguy hiểm cho anh, nguy hiểm cho em. Em toàn là cho nó, em toàn là cho nó. Nguy hiểm gì mà nguy hiểm, đéo hiểu nó chặt gì hết á. Trễ giờ coi phim của em rồi kìa. Đâu có sao đâu em, coi cái này hay hơn nhiều.